Bạch Thế Tôn, chân như của tất cả pháp sâu xa ai có thể tin hiểu, chỉ có Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển và A-la-hán lậu tận đầy đủ chánh kiến nghe Phật nói chân như sâu xa này mới có thể phát sanh sự tin hiểu. Như Lai nương vào tướng chân như tự chứng để chỉ rõ phân biệt cho họ. Phật dạy, này Thiện Hiện, đúng vậy, như ông đã nói, vì sao? Này Thiện Hiện, vì chân như vô tận nên sâu xa. Bạch Thế Tôn, vì sao chân như vô tận? Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp đều vô tận nên chân như vô tận. Này Thiện Hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chứng chân như nên đạt được quả vị giác ngộ cao tột, vì các loại hữu tình chỉ rõ phân biệt tướng chân như của tất cả pháp, do đó nên gọi là bậc nói chân thật. Lúc bấy giờ, các thiên tử ở cõi dục giới, sắc giới, trong thế giới ba lần ngàn, đều dùng các loại hương hoa vi diệu cõi trời, từ xa, giải đến cúng dường, rồi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên, chắp tay cung kính đồng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói lấy gì làm tướng. Bấy giờ, Phật bảo các thiên tử, này thiên tử nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy không làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô tướng làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô nguyện làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô tác làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô sanh vô diệt làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô nhiễm vô tịnh làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô tánh làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô tự tánh làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô tánh tự tánh làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô sở y chỉ làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy phi đoạn phi thường làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy phi nhất phi dị làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy vô lai vô khứ làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lấy hư không làm tướng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có vô lượng các tướng như thế. Thiên tử nên biết, các tướng như thế, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương vào thế tục mà nói chứ không nương vào thắng nghĩa. Thiên tử nên biết, các tướng như thế của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trời người ai tố lạc vân vân trong thế gian đều chẳng thể phá hoại. Vì sao? Vì trời người a tố lạc vân vân trong thế gian cũng là tướng. Tiên tử nên biết, các tướng thì chẳng thể phá hoại các tướng chẳng thể biết rõ các tướng chẳng thể phá hoại các tướng chẳng thể biết rõ vô tướng chẳng thể phá hoại vô tướng chẳng thể biết rõ vô tướng chẳng thể phá hoại vô tướng chẳng thể biết rõ vô tướng. Vì sao? Vì hoặc tướng hoặc vô tướng, hoặc tướng vô tướng đều không sở hữu, năng phá, năng chi, sở phá, sở chi, và sự phá, sự biết chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết các tướng như thế chẳng phải sắc tạo ra, chẳng phải thọ tưởng hành thức tạo ra, chẳng phải nhãn xứ tạo ra, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tạo ra, chẳng phải sắc xứ tạo ra, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ tạo ra, chẳng phải nhãn giới tạo ra, chẳng phải sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải nhĩ giới tạo ra, chẳng phải thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải tĩ giới tạo ra, chẳng phải hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải thiệt giới tạo ra, chẳng phải vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải thân giới tạo ra, chẳng phải xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải ý giới tạo ra, chẳng phải pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải địa giới tạo ra, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới tạo ra, chẳng phải vô minh tạo ra, chẳng phải hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não tạo ra, chẳng phải bố thí ba la mật đa tạo ra, chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa tạo ra, chẳng phải pháp không nội tạo ra, chẳng phải pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tạo ra, chẳng phải chân như tạo ra, chẳng phải pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ tạo ra. Chẳng phải thánh đế khổ tạo ra, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo tạo ra, chẳng phải bốn tịnh lự tạo ra, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc tạo ra, chẳng phải tám giải thoát tạo ra, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ tạo ra, chẳng phải bốn niệm trụ tạo ra, chẳng phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo tạo ra. Chẳng phải pháp môn giải thoát không tạo ra, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tạo ra, chẳng phải 10 địa Bồ Tát tạo ra, chẳng phải 5 loại mắt tạo ra, chẳng phải 6 phép thần thông tạo ra, chẳng phải 10 lực Phật tạo ra, chẳng phải 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng tạo ra, chẳng phải pháp không quên mất tạo ra, chẳng phải tánh luôn luôn xả tạo ra, chẳng phải trí nhất thiết tạo ra, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tạo ra, chẳng phải tất cả pháp môn Đà La Ni tạo ra, chẳng phải tất cả pháp môn Tăng Ma Địa tạo ra, chẳng phải quả dự lưu tạo ra, chẳng phải quả nhất lai bất hoàn A La Hán tạo ra, chẳng phải quả vị độc giác tạo ra, chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát tạo ra, chẳng phải quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật tạo ra. Thiên tử nên biết các tướng như thế, chẳng phải thiên tạo ra, chẳng phải phi thiên tạo ra, chẳng phải nhân tạo ra, chẳng phải phi nhân tạo ra, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, không hệ thuộc vào đâu, chẳng thể tuyên thuyết. Thiên tử nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa xa lìa các tướng, chẳng nên hỏi bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy gì làm tướng. Phật bảo các thiên tử, theo ý các ông thì sao? Như có người hỏi, hư không tướng gì, thì câu hỏi như thế, có phải là câu hỏi chính đáng chăng? Các thiên tử bạch Thế Tôn không, vì sao? Vì hư không không hình thể, không tướng trạng, không tạo tác, chẳng nên hỏi như thế. Phật bảo các thiên tử, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, chẳng nên đặt câu hỏi. Tuy nhiên các pháp tướng hữu Phật, vô Phật, pháp giới, pháp nhĩ, đối với những tướng này Phật hiện biết như thật, cho nên gọi là Như Lai. Khi ấy các thiên tử lại bạch Phật, các tướng mà Như Lai đã biết như thế rất là sâu xa, khó thấy khó biết, vì tướng mà Như Lai hiện biết ấy đối với tất cả pháp chuyển thành trí vô ngại. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác an trụ tướng như thế để phân biệt khai thị bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình gồm thâu các pháp tướng phương tiện khai thị, khiến đối với bát nhã ba la mật đa chứng đắc trí vô ngại. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, bát nhã ba la mật đa sâu xa là hành xứ thường có của các Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tu hành pháp ấy nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình phân biệt khai thị tất cả pháp tướng, đó là phân biệt khai thị tướng của sắc, phân biệt khai thị tướng của thọ tưởng hành thức, phân biệt khai thị tướng của nhãn xứ, phân biệt khai thị tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, phân biệt khai thị tướng của sắc xứ, phân biệt khai thị tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, phân biệt khai thị tướng của nhãn giới, phân biệt khai thị tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của nhĩ giới, phân biệt khai thị tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của tĩ giới, phân biệt khai thị tướng của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của thiệt giới, phân biệt khai thị tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của thân giới, phân biệt khai thị tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, phân biệt khai thị tướng của ý giới, phân biệt khai thị tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của địa giới, phân biệt khai thị tướng của thủy hỏa phong không thức giới, phân biệt khai thị tướng của vô minh, phân biệt khai thị tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não, phân biệt khai thị tướng của bố thí ba la mật đa, phân biệt khai thị tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, phân biệt khai thị tướng của pháp không nội, phân biệt khai thị tướng của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, phân biệt khai thị tướng của chân như, phân biệt khai thị tướng của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Phân biệt khai thị tướng của thánh đế khổ, phân biệt khai thị tướng của thánh đế tập diệt đạo, phân biệt khai thị tướng của bốn tịnh lự, phân biệt khai thị tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, phân biệt khai thị tướng của tám giải thoát, phân biệt khai thị tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, phân biệt khai thị tướng của bốn niệm trụ, phân biệt khai thị tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, phân biệt khai thị tướng của pháp môn giải thoát không, phân biệt khai thị tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, phân biệt khai thị tướng của 10 địa Bồ Tát, phân biệt khai thị tướng của 5 loại mắt, phân biệt khai thị tướng của 6 phép thần thông, phân biệt khai thị tướng của 10 lực, phân biệt khai thị tướng của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Phân biệt khai thị tướng của pháp không quên mất, phân biệt khai thị tướng của tánh luôn luôn xả, phân biệt khai thị tướng của trí nhất thiết, phân biệt khai thị tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, phân biệt khai thị tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, phân biệt khai thị tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, phân biệt khai thị tướng của quả dự lưu, phân biệt khai thị tướng của quả nhất lai bất hoàn A La Hán, phân biệt khai thị tướng của quả vị độc giác, phân biệt khai thị tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, phân biệt khai thị tướng của quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Bạch Thế Tôn,